xấu hay không đó là chuyện ngày mai anh lên muốn trình bày ý kiến gì đó anh trình bày, còn bây giờ chấp hành ký hay không ký thôi. Đây là tôi muốn ký, ký không chị tôi là anh không ký không, tôi mời anh lần thứ nhất anh có ký tên không? Tôi không ký đó. Có gì anh ký xong ngày mai anh lên cơ quan mình làm việc sau lấy xe về. Tôi không ký là làm sao? Không biết anh không ký đúng không? Rồi. Rồi anh không ký anh về nghỉ đi, mai cái gì lên cơ quan làm sao? Điện công an phường ra niêm phong xe đi anh. Tôi đọc cái chữ anh rõ ràng. Tôi đọc, nếu mà tôi đi không được thì không tôi đọc cái anh. Còn anh không đi chữ anh. Tôi đi tôi đọc cái anh mà tôi không thấy chữ tôi à. Chữ anh định coi chữ anh. Coi anh coi. Nói anh đi. Tôi vừa nè, tôi nói anh nghe. Anh nói được rồi coi, tôi đọc chữ anh nghe. Nó không rõ ràng. Còn cái chuyện anh thấy cái chữ của anh. Chuyện của anh cố tình à. Quay phim nè. Đây đâu quay nè. Cố tình nó quay nè. Không rõ ràng. Không rõ ràng gì của anh. Có chí không gì của anh. Người đàn ông mặc áo đen này thì chê chữ cảnh sát giao thông xấu nên ông không ký biên bản mà bỏ đi. Cảnh sát giao thông đã phải gọi công an phường đến chứng kiến để niêm phong và cẩu xe về bãi. Tối 25 tháng 1 năm 2019, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tại đường Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh. Vừa lập chốt chưa đầy 5 phút, cảnh sát giao thông đã phát hiện 2 trường hợp người lái ô tô có nồng độ cồn trong hơi thở. Trường hợp đầu tiên khi nhìn thấy chốt cảnh sát giao thông đã định rẽ hướng khác nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông yêu cầu tấp xe vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn. Biết chắc rằng thổi sẽ bị phạt nên người đàn ông này dù ngậm ống nhưng vẫn không chịu thổi. Thổi vô dầu hơi lắm anh. Thổi thì không bóng, thổi nhẹ hơn không tên mạnh đó. Thổi giống vậy. Để nó thổi ra ngoài. Để nào kêu ngừng thì ngừng. Thổi vô anh. Thổi mạnh quá. Thổi vô ống. Anh nó hỏi luôn. Anh cứ hỏi với mặt đi. Không thổi. Anh cứ với mặt đi. Rồi cái chị có cái câu hút này. Chơi cầm đi. Làm lại có thời gian. Không thổi rồi. Nó thổi ra. Sau một hồi tìm cách né tránh, cuối cùng người đàn ông này đã chịu thổi và bị cảnh sát giao thông lập biên bản vì điều khiển xe có nồng độ cồn trong hơi thở. Em không biết hôm nay mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Sao là không biết được? Người đàn ông này cho biết cuối năm nên đi nhậu tất niên với công ty, vừa ra về thì bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Ông bị tạm giữ xe 7 ngày và được cảnh sát giao thông bắt xe taxi đưa về nhà, còn phương tiện được cảnh sát giao thông điều khiển về bãi. Khi những khó khăn của cảnh sát giao thông khi lập chốt sử dụng xử lý vi phạm nồng độ cồn thì những khó khăn nó thường thường là những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đều có những cái biểu hiện né tránh lực lượng chức năng và khi là sẽ né trốn khi gặp phải tổ công tác. Thứ hai nữa có những cái vấn đề mà có các đối tượng khi thấy cảnh sát giao thông lập chốt để đo nồng độ cồn thì sẽ ghi hình, quay phim rồi đưa lên Zalo hoặc Facebook thông báo cho các chủ phương tiện khi đã uống rượu bia để né tránh lực lượng kiểm tra nồng độ cồn. Rồi trường hợp có nhiều trường hợp như là người vi phạm không hợp tác với xử lý hoặc là không chấp hành theo yêu cầu và có những cái cản trở hoặc là những lời nói là xúc phạm tới lực lượng chức năng đang thi hành công vụ và có những xảy ra có những trường hợp là tắt máy xe, đóng cửa lại rồi bỏ xe đi, không hợp tác và đôi khi điện thoại nhờ người can thiệp là người vi phạm. Thứ nhất là không hợp tác, không ký biên bản. Khi người ta điều khiển xe có mùi rượu bia, người ta không làm chủ người ta. Tinh thần người ta như là bị kích động người ta làm chủ. Người ta mặc dù cảnh sát đã rất là nhẹ nhàng, mềm mỏng để xử lý nhưng họ vẫn bắt cớ một cái gì đó để rồi là bắt bẻ không ký và bỏ đi. Kiểm tra người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là chuyên đề đang được Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cao điểm và thường xuyên đến sau Tết Nguyên đán để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở tất cả các tuyến đường trên địa bàn.
Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.